Hello, xin chào tất cả anh em trên kênh nhé. Vào một buổi sáng sớm mình lại tiếp tục đi rừng. Và sáng hôm nay là mình sẽ thăm ba cái bẫy đầu tiên. Ba cái bẫy mà đợt trước dính một em hoắng nhưng mà bị tuột kia nhé. Cái bẫy nhỏ thì không giữ được. Và giờ mình đã gần cái khu bẫy rồi và mình sẽ đưa anh em cùng mình để trải nghiệm rừng nha anh em nhé. Thăm cái khóm là ba cái bẫy đầu tiên và thăm xong mình sẽ di chuyển vào phía bên trong để thăm tiếp hai ba khóm bẫy ở bên trong nữa. Thì mình thăm lần lượt nha anh em nhé. Và giờ là chuẩn bị đến ba cái bẫy đầu tiên kia. Cũng được 2 ngày rồi nhá anh em nhá, 2 ngày, 2 ngày mình không về thăm rồi, không biết là có kết quả gì hay không, thì mình mời tất cả anh em cùng mình để trải nghiệm rừng và thăm từng cái bẫy. Cái bẫy dính con hoáng đầu tiên là ở trên kia nha anh em nhé. Và giờ mình sẽ lên thăm. Ở cái khe này cũng khá là đẹp nhưng mà toàn móm thôi anh em ạ, chưa thấy dính được em gì. Mới chỉ bị em hoàng nó nhấm trúng rồi nhưng mà bẫy nhỏ không giữ được. Chính cái bẫy này nha anh em nhé, không bật anh em ạ. Cái bẫy vẫn nằm yên một chỗ không cựa quậy. Cái sườn này hơi dốc anh em ạ, đâm ra là hàng họ nó ít đi lại. Và mình sẽ sang phía bên kia để thăm tiếp 2 cái nữa. Cái khe này cũng khá là đẹp nhưng mà nó lại hơi khô anh em ạ, không có nước xuống đâm ra là nó hàng họ nó ít đi lại. Đây, trên này cũng là một cái, trước là cũng một cái khe nước xuống này. Thác thiếc nó cũng rất là cao nhưng mà không có nước xuống. Đấy, cái thác đá cũng rất là cao. Tít từ trên kia kìa, nó chảy xuống. Đấy, trước là có nước nhé, nhưng mà bây giờ là khô rồi, không có rồi. Và mình sẽ đi thăm tiếp này. Hai cái bẫy không bật hay sao anh em ạ? À, cái bẫy bên này bật, cái bẫy bên trên bật nha anh em nhé. Mình thấy cái dây 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 cáp căng này anh em này, không biết là dính em gì hay sao ấy. Wow, lên hàng rồi anh em ơi, lại lên hàng lôi nhưng mà nó đã bị chết anh em ạ. Ôi rồi, rất là tiếc luôn. Nếu hôm qua mình về là vẫn còn ngon lành đấy anh em ạ. Vẫn còn sống đấy nhưng mà đi muộn một ngày. Thịt thiệt vẫn còn ngon. Ôi giời.
nó lại quấn vào đây. Con mái anh em ạ, đang tìm con mái lại bị như này, tiếc thật. Đây này, cái dây cáp nó phá cho này. Quá ghê. Còn một cái bên dưới kia nữa này. Đấy. Không bật nha anh em nhé. Đấy. Vậy là kết quả là ba cái bẫy cùng dính được một em gà lôi. Nó bị chết rồi nhưng mà vẫn ăn được anh em ạ. Vẫn ăn tốt nhé. Thịt vẫn còn tươi giói này. Vẫn còn hồng hào nhé. Ôi, và giờ mình sẽ gỡ và mình sẽ đi vào phía bên trong để thăm tiếp. Vậy là mình đã gài xong nhé. Và mình sẽ di chuyển vào khóm bẫy bên trong. Vậy là ok rồi nha anh em nhé. Ba cái bẫy đầu tiên đã lên hang. Và còn rất là nhiều bẫy nữa. Không biết là có còn dính được thêm em gì nữa không. Giờ mình sẽ đi tiếp tục vào phía bên trong. Mình đã đến khóm bẫy thứ hai nha anh em nhé. Và giờ mình sẽ lần lượt thăm từng cái một. Cái bẫy cạm không bật nha anh em nhé. Cái bẫy dây không bật nha. À, cái bẫy này bật rồi anh em này. Cái bẫy này bật dính một em chim. Vậy là dính một em chim nhé. Cái bẫy này hôm trước dính một em sóc này anh em này. Nát hết con này nhé. Và hôm nay tiếp tục lên một em chim. Và phía bên trên kia còn hai ba cái bẫy nữa, mình sẽ gài xong mình sẽ đi thăm tiếp nhé. Giờ mình gỡ em chim đã. Vậy là đã gài xong nhé. Và mình đã gỡ em chim xong. Và mình tiếp tục đi thăm tiếp một số cái bẫy còn lại. Đây có một cái bẫy nhé, không bật anh em ạ. Và một cái trên này này, và một cái tiết trên kia cũng không bật nha anh em nhé. Đây cái bẫy ngay trên này này, không bật anh em ạ. Cái bẫy ở trong khe này cũng không bật.
Cái bẫy này trước dính vào em gà lôi trắng bị đứt chân kia nha anh em nhé. Vậy là cái khu này chỉ được à mỗi một em chim thôi. Và giờ mình sẽ tạm dừng để mình di chuyển xuống cái khu bên dưới, cái khu bẫy tiếp theo ở bên dưới nhé. Xuống đến đấy mình mới lại quay tiếp. Mình đã xuống đến khe nhá, cái khóm bẫy thứ ba nhá anh em nhá. Thế là có lên được hàng gì nữa không? Toàn móm đây anh em ạ. Đây một cái bẫy nhá. Con chim. Mình cứ tưởng là con sóc nhưng mà không phải. Hóa ra là một em chim. Cái khu vực này cũng khá lâu không lên hàng rồi anh em ạ. Trước là có một đàn gà lôi tầm 8 con như thế này. Nhưng mà mình gặp ngay ở phía bên trên này. Nhưng mà không biết là nó giờ nó đi đâu rồi. Không thấy quay lại rồi anh em ạ. Chắc phải là có đợt mưa. Có đợt mưa thì nó mới lại quay lại thôi. Lâu quá không lên hàng thì mình cũng rất là nản anh em ạ. Cái khu này thì mình cũng định gỡ di chuyển đi chỗ khác nhưng mà mình cố nán lại xem là có một đợt mưa nữa thì nó còn quay lại nữa không. Bẫy biếc mình đặt dọc khe nước nhưng mà cũng không thấy con gì nó đi lại để uống nước cả. Chắc là hết hàng rồi anh em ạ. Cái bẫy dây này trên kia mình có thấy tiếng động lạ rồi nhưng mà không biết là tiếng con gì. Mình sẽ lên thử xem nhé. Cái bẫy cạm của mình vẫn nằm yên. Cái bẫy dây cũng không bật. Cái bẫy dây nữa cũng không bật nha anh em nhé. Vậy là cái tiếng chim thôi anh em ạ. Tiếng chim bay đi thôi. Con diều hâu bay đi. Mình có nghe tiếng diều hâu ở trên kia. Là mình cứ tưởng là dính hàng nhưng mà không phải. Đây, cái bẫy khủng của mình nha anh em nhé. Bẫy dây phanh. Và đây tiếp tục một cái bẫy cạm.
Vậy là móm này anh em ạ. Đây, đây một cái bài dây nhá. Còn một cái bẫy cuối cùng nữa thôi anh em ạ. Là hết cái khu bẫy ở ở cái khu này. Vậy là cái bẫy dây của mình cũng không bật nha anh em nhé. Vậy là đã kết thúc chuyến thăm bẫy của mình rồi. Vậy là thăm 3 khu bẫy thì kết quả cũng chỉ dính được một em gà lôi, nhưng mà bị chết. Và một em chim cũng bị chết, nhưng mà cũng gọi là đạt được kết quả rồi anh em ạ. Cũng có hàng hiếc để lên. Vì như vậy thì cũng rất là may mắn rồi. Và một lần nữa mình xin chào tất cả anh em trên kênh. Chúc anh em một buổi sáng thật là an lành. Thôi mình chào tất cả anh em nhé. Anh em xem thấy hay thì nhớ đăng ký ủng hộ mình để có thêm động lực đi rừng và làm ra nhiều video mới hay hơn. Chào tất cả anh em.